mình gửi nó lại. Ủa mở bồ luôn, đúng mồi kìa. Đánh làm miếng bồ hả Tính? Đánh qua mạnh lắm, đánh mạnh lắm, đánh qua 4-5 kg á Thành. Ghê thiệt, đánh ầm 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 luôn. Về quay video gửi cho mình nó, trời ơi trời, nguyên thùng bê ông nội ơi, cái cá đâu mà giữ thế Tính. Đúng không? Mấy này lên con lùng 6 lạng. Ừ. Lòng này là đặt heo à? Chưa đâu, trời ơi, trưa nay thì già nó giờ. Hôm nay là khui cống. Ủa, người ta khui hầm mình ở đây là khui cống. Và chủ nhật còn đông nữa. Bán cà phê bà nó trời ơi mấy ông nội này làm gì mà ra sớm chỗ ăn uống gõ cửa uống cà phê. Bữa pha cà phê quên, bữa pha cà phê quên bỏ sữa luôn. Để bàn sẵn rồi. Mà đâu, cà phê quên bỏ sữa. Cũ chưa tỉnh luôn hả? Chưa tỉnh. Bùa 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 lớn bùa. Lớn. Lên em gì rồi Tú? Bông ở đâu? Cũng có cá hả? Thì cũng câu được nữa hả? Có nhiều lực thì đẩy ra hết, đẩy hết được thì thôi. Rồi rồi rồi. Bảo luôn, bảo luôn nha. Đẩy vô cái không có cá. Không ngon bánh mì luôn nè, ghê không? Mì phơi nắng luôn nè. Mì đây Tính ơi. Cũng ăn mì luôn phơi nắng luôn. Phơi nắng giả giò. Khỏi nướng hả? Đỏ đỏ không? Đỏ không? Đó, đó. Đó, lên, lên. U. Ơi, bự quá hả? Mini mini nhi đồng. Nhi đồng nhi đồng. Lên nhi đồng nha. Vật liệu dựng hả,
nó nhắn anh nè. Đó đó, mồi ngon. Mồi ngon. Mồi ngon. Nó xỉn rồi, nó xỉn rồi. Trời ơi, thả nữa. Trời luôn, ăn hết luôn chứ đâu. Nữa nữa. Lên Hugo gây tấu. Của anh Minh hả? Đánh bắt sao bò nó mới lên. Của anh Minh hả gì ạ? Đó, lên nó kìa. Lên lên. Mai lại đây thu tiền nha. Mấy anh công mai lại đây thu tiền à. Ừ. Quay. Đang ăn, đang ăn. Lên 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 Facebook cho mấy chị. Lên nè, lên nè, lên nè. Đó. Ôi giời, chảy luôn. Thank you.